Hello YouTube, hello cả nhà. How are you? Mọi người khỏe không ạ? Welcome to Phoebe Channel. Hôm nay tiếp tục round vòng tay nữa. Thì cũng như là mình nói là mình sẽ quay video chia sẻ từ lúc mua rau ở chợ về cho tới khi mọc rễ và cho tới khi trồng xuống cho mọi người xem. Tại vì nó take thời gian một nó cần thời gian chứ không phải là một hai ngày thì xong, cho nên mình cứ update video mà mỗi một phân đoạn gì đó. Thì hai ngày trước làm khoe mọi người mới mua về rồi bỏ xuống ngâm. Hôm nay là được 2 ngày rồi thì vẫn chưa ra rễ, nhưng mà như mình chia sẻ đó là mình phải thay nước cho nó, mình phải quan sát thay xem coi nó cần cái gì. Thì hôm nay mình sẽ thay nước và rửa cái nhớt ở trên cái thân cây, cái gốc ra để nó không có bị thối nè. Thì hôm trước cái thường thường cái nhánh mình lật ra xong đó, nó màu xanh, thì sau khi mình ngâm nước thời gian nó xuất hiện cái màu đỏ nhánh ở trong cái thân cây nè. Này là nó hút nước lên đó rồi chuẩn bị nó sẽ ra rễ. Thì nó mình khi mà sờ vô thì nó sẽ có nhớt nhớt nè, thì mọi người thấy không? Thì á, để cho cây khỏe mình phải lấy nước rinse, là giống như xả nước á, cho nó ra cái sạch cái nhớt này, thì cây mình nó không có bị úng, không có bị thối. Đó. Hôm nay mình sẽ rửa cái đó ra và mình sẽ thay nước luôn. Cái nước này nó cũng chưa có nhớt gì mấy, nhưng mà mình thay luôn ha. Video sẽ qua bên đây camera cho mọi người coi mình rửa hay là mình lấy nước cũng cỡ khoảng 1 đến 2 lóng tay, đừng có nhiều quá nó úng cây. Đó. Tất cả các góc bây giờ nó xuất hiện cái màu đỏ rồi, mày thấy không? Thì có cái nhiều, có cái nó mơ ít, cái này ít quá. Thì cái thông tin theo mình biết ở trên YouTube, mấy anh chị đó chỉ cái rau nó già quá hoặc nó non quá thì nó sẽ ra rễ chậm, còn cái cây mà hả nó vừa thì nó sẽ ra rễ mau. Cái nào nó cũng nhớt hết đó. Mình lấy nước mình rinse. Cái này qua đây. Mọi người có theo dõi cái video trước của mình không? Bây giờ nó chưa ra rễ cho nên rửa cũng dễ, còn khi nào nó ra rễ rồi á thì mình rửa cẩn thận, đừng có để đứt cái rễ. Đơn giản vậy đó. Hôm nay là 2 ngày rồi ha. Hôm trước là 8 tay, bữa nay 10 tay. Mình sẽ xem coi bao lâu nó sẽ ra cái rễ. Lần trước lúc mình nhân giống cái cây đợt trước á, đợt đầu mình làm mình không có biết, mình không có xem YouTube video cái chị đó chia sẻ, mình chỉ nghĩ là cắm xuống đại thôi để coi nó có rễ hay không. Nhưng mà lúc lên xem trên YouTube đó thì thấy là thì ra là cũng thật sự là có cách trồng từ nhánh. Thì chị đó mới chỉ là mình phải rửa cái gốc
để cho nó sạch thì nó mới mau ra rễ. Cái cây đợt trước mình trồng, mình nhân giống á, mình không có rửa vậy cho nên á, mình thấy nó đỏ nhiều mà nó nhớt rồi, nó lên giống như là nó bị muốn úng cái rễ, muốn úng cái cây á, nó nhớt, nó lên đầy đỏ hết trơn, lên tuốt ở trên này luôn, thì rễ ra rất là chậm. Đợt đó mình đợi hơn chục ngày, họ đợi hơi lâu làm, và mình nếu mà thấy cái nào mà nó bị hư gì đó thì mình gắt nó bỏ. Trồng cây á, mình nâng như trứng hứng như hoa vậy đó mọi người, thì nó mới chăm sóc nó tốt, thì nó cho mình rau để ăn. Đấy, vậy là xong rồi đó, vậy là coi như mình tắm cho nó đi đó sạch sẽ mát mẻ cho mau lớn, giống như mọi người nuôi heo rồi tắm cho nó mát, nó ăn nó ngủ nhiều thì nó lên ký. Và rau này mình muốn nó ra, muốn muốn nó lớn, muốn nó ra rễ, muốn muốn trồng có rau ăn thì mình giá mình cũng chăm sóc nó. Bây giờ nó chưa cần ăn, nó chỉ cần tắm rửa thôi, uống nước giống như em bé vậy đó, tắm rửa sạch sẽ, uống sữa. Rồi khi nào mình bỏ nó xuống đất đó, thì mình mới cho nó, mình mới mới cho nó ăn, thì mình bỏ nó xuống đất, khi mà nó có rễ rồi, nó có răng rồi đó, nó nhai được đó, thì bắt đầu nó mình thì nó cần ăn, thì mình bỏ nó xuống đất rồi mình bón phân nhà cho nó ăn chất dinh dưỡng, rồi rồi nó lớn, rồi nó đẻ con đẻ cái rồi mình mới ăn. Giờ nói gì tội nghiệp quá ha, ăn con ăn cái của nó, nhưng mà không phải nha. Rồi đó xong rồi đó, thì bỏ lại vô cây, vô chậu, cái ly nước, rồi mình cũng phải úp lại, tại vì cái gì đó nếu mình không không bao lại á, thì cái thân cây nó sẽ bị héo, nó bị héo thì cái cây nó không có phát triển được, thì giống như nó héo tức là nó mệt rồi, nó mệt thì nó không muốn làm việc nữa, nó bệnh hoạn thì nó sẽ lâu lớn. À, thì nó cái gao này nó thích chất, nó thích ẩm cho nên mình cho nó cái bọc chùm lại để nó giữ cái hơi nước đó, để cho cái thân cây nó không có bị khô, bị héo. Trồng á thì trồng ở trong mát ha. Wow, cái cây này cao quá, bọc này hơi bị nhỏ với nó, nhưng mà vừa chùm vừa đủ. Sao mà không để được cái này dướng dướng coi chị vậy ta? À, mình cho nó nghiêng xéo qua một bên thì nó sẽ bớt cạo lại. Đó, vậy là ok. Đó, hôm trước mình thấy chùm cái bịch kính không á, thì nó hơi bị hầm quá, nó đổ mồ hôi, thì cái cây tự nhiên nó sẽ bị nổi cái lá, nó bị mốc vậy nè, anh thấy không, nó bị mốc cho nên hôm nay đợt này mình làm mình phải cắt cái lỗ, thấy không mọi người, cắt cái lỗ cho nó thông hơi thì nó có hơi ẩm nhưng mà nó không có bị hầm quá, thì nó không có bị mốc, bị thối cái cây. Hai lỗ rồi. Dạ đó, hôm nay mình chia sẻ cái này rồi, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ ha, dồi dào sức khỏe. Bây giờ dịch bệnh tràn lan, mọi người nhớ bổ sung vitamin C, tập thể thao để cho có sức đề kháng, và mình trồng rau sạch ăn để có thêm nhiều sức khỏe. Và chúc cả nhà thật là vui khỏe. Dạ cảm ơn mọi người đã theo dõi, nếu được thì hãy nhấn nút đăng ký và chia sẻ video của mình ha, để
mình có động lực mình làm thêm nhiều video. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Tạm biệt.